Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì ngày hôm nay mình sẽ cho ba con xe rùa mình ra quân nha các bạn. Đây, ba con xe rùa được chuyển về đất rồi ha. Và đây là con xe ủi cũng vừa chuyển tới. Kế tiếp là con xe cuốc nha các bạn, cũng vừa cập bến luôn. Chuẩn bị lên phà để làm nha các bạn. Đây, ở đây có một cái ngã ba nè, cho nên lên xéo được. Chứ kênh này bề ngang này cũng hẹp các bạn. Đây, bây giờ chắc có lẽ là phải châm dầu. Châm dầu rồi mới lên để làm nha các bạn. Ông châm để tôi hả? Có để cho ông châm à? Tao già cả rồi mày, để tôi đứng ra mày cũng nghe. Còn, thấy ông sáng cho ông lời mày lắm á. Khá thì để cho ông làm cho ông ra mồ hôi luôn. Hả? Tao lại mày đó, xe cổ rồi mới xuống được tới phà hết á. Lại mày đó ha. Vậy này, tao cũng ở đây, tao đợi. Ai giờ ai đợi ai nè? Châm đi rồi bò lên phà nữa không quay. Bò lên là làm liền. Vậy. Gì làm chuồng bò gì nữa? Không muốn đi tôi chạy hai xe đó. Ghê không? Chạy hai xe đó, chạy xe đó. Tôi chạy chiếc xe rùa với chiếc xe ủi. Ông Tý chạy hai xe rùa, ông chạy xe cuốc, rồi ba tài xế chạy 5 xe. Mà anh nào cuốc nó chạy đi. Đúng, ngon à. Ba thằng chạy, tôi chạy luôn, mà nào cuốc nó chạy. Rồi tới tài nào nó lên nó thì cuốc ha. Tôi thấy nó cuốc yếu quá trời, không biết thế nào. Ủa, tôi chạy tôi bước lộn. Đào hầm. Không phải lại. Người ta lục lớp ông lên không đào hầm hả? Mình dùng yếu chứ. Con đó đó quý vị, con đó nó làm biến nó mình tiếp dùng yếu. Nó tiếp nó quý vị. Đó đó. Yếu là mình dùng thế. Phải chơi miêu mu mẹo rồi mấy. Nè các bạn, hồi sáng trong thời gian chờ đợi mình có leo lên cái cây thốt nốt mình bẻ được mấy quầy nè. Ăn cũng được mười mấy trái rồi, no rồi. Cái này để đi chiều ăn tiếp. Thốt lốt này là món đặc trưng của người dân tộc nha quý vị. Ăn Tết là chỉ cần ăn thốt lốt là được rồi. Trời, thấy anh tôi thích dầu cực khổ quá mà. Dầu cứ trăm cân, hai chục ngàn, trăm hai chục ngàn. Hai chục là quý vị coi. Dầu thích sáu chục ngàn. Có cái nghề nào làm ra tiền mà khỏe đâu. Gỡ lại chục xe là. Bơm đá là đi bơm đồng. Đời mà phải có dây có trả chứ, ăn đồng bơm rồi cũng phải bơm lại cho người ta ăn lại chứ. Có qua có lại chứ. Là đi ăn chùa đó, không có trả tiền, ăn món ngon mà lại không có tiền. Thì mai mốt mình phải đãi người ta lại là bơm lại cho người ta. Nhớ là dịch hồi đó nó lên đồng bơm ăn không? Dịch ngày xưa người ta bơm đồng lên nó ăn nó khỏi, tốn tiền bơm nước. Gọi là ăn đồng bơm. Ăn đồng bơm đồng nghĩa với ăn chùa đó. Ngày hôm qua ông dẫn đi một cuốc quả nản luôn á. Vớt được cuốc đó chứ ông hồi là nản lắm à. Ông dẫn một cuốc từ Phú Mỹ mà ông dẫn tới gần Kiên Lương chùa Hang á. Chùa Hang đúng ra đi khỏi Kiên Lương luôn đó. Thì đó, ra chùa Hang chơi luôn đó. Thử. Mới có tới là ông lấy đàn thùng ông bắn con gà rồi. Con gà có 2 kg. Xong rồi đi mua tôm tích, mua ghẹ. Trời ơi, mồi ăn không hết luôn. Đem ra nó mà chắc một lát. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên á, bữa nay ngày thứ hai. Tết tròn cho năm thơ mây. 3 ngày. Nghe nói ngày cuối ngày mai là vui lắm trong Tết, chùa. Tết tròn cho năm thơ mây nữa vậy. Chặn vô không? Rớt cái nắp rồi. Gần năm cái thùng luôn. À, tôm đó ngày qua hỏi mua 80 kg á. Hai ngón tay mà ăn nó đặc ruột luôn á. Người ta biết lựa. Cầm này nữa đây. Con cầm không? Tao biết bốn cầm. Hỏi gì hỏi làm sao giờ? Hỏi hỏi ảnh anh ơi như vậy là con sao mà biết lựa đặc ruột sao mà bỏng. Cô bé 105 cân á. Nó mới thì nó đặc ruột thôi. 5 cân hả? Giờ trong bồn còn hả? Chứ cái bồn này chứa tới 7 cân.
bồn còn tại vì cũng 3-4 can. Đâu dữ, cái bồn 7 can là 105 can. 7 can hả? Hết bình là 8 can. Hết bình ọc ngoài luôn. Lúc nào cũng dặn can trống. Đương nhiên rồi, phải dặn dặn đáy một can. 107 can nữa không ra 8. Tại vì cái ống dầu rút nó lú lên trên một khúc mà. 250 lít. Rồi, hết rồi, chuẩn bị bò lên bò luôn sư huynh ơi. Trăm này đầy đi, lên đây mất công xách tàu xa xôi lắm. Còn dưới phà trăm cho đầy luôn đi. Dẫn lắp rồi. Còn này cho tôi. Rồi, sẵn lên dắt đi. Sẵn còn sát bên nè. Xe nào hết dầu thì trăm luôn đi. Lát trăm xe ủi thêm can nữa nè, xe ủi không gài, không có trăm. Xe ủi này hổm gài ủi 4.000 xe mà trăm có 2 can nè. Ghê không? Ủa thằng xe ủi này coi vậy mà nó kiếm tiền ghê thiệt. Nó có ủi mẹ gì đâu. Đổ nền nhà rồi dùng dồn dồn cái lâu lâu lên cắt cái mặt cái xong. Mấy trăm xe. Rồi bò lên luôn đi sư huynh ơi. Có cần dời xe ủi qua bên không? Ừ bò lên đậu đi rồi chắc có lẽ là chờ chủ đất rồi vô rồi cúng kiến rồi mới đi làm á. Rồi để anh bò lên đi rồi đem bánh lên đây cũng. Quên nữa gỡ móc cầu hai cầu xuống đây. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi anh tài xế lên bờ nha các bạn. Gì vậy? Nhóm ga lên chút xíu. Cái bến này thì cũng tương đối dễ lên nha các bạn. Ở đây thì cái vùng Kiên Giang này thì cái bờ sáng nó không có cao như ở chợ mới An Giang mình các bạn ơi. Cho nên là bờ sáng mà thấp mà có cầu này lên rất là dễ. Thường thường ở vùng Kiên Giang này mình thấy mấy anh xe cuốc kia đi phà là không có cầu các bạn. Lên là cặp cái mũi sát vô và lên thôi. Mấy anh rất là điêu luyện luôn. Còn mà mình chưa từng lên kiểu đó cho nên là thấy hơi khớp. Mình chưa từng lên. Rồi bây giờ thì xe cuốc lên bờ an toàn rồi đó các bạn. Lát nữa lên đây sẽ cúng kiến rồi mới làm. Có lẽ là mình xin phép được tạm dừng video đây nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ thì mình xin phép được tạm dừng video. Chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.